cái lời nói nào mà nó đưa người ta đến chân lý giải thoát thì đó chính là thánh ngữ. Và cái người nào mà nói những cái lời mà dẫn dắt người khác đưa đến giải thoát giác ngộ thì người đó là một thánh nhân. Có thể lúc này người đó như thế này, lúc khác người nói thế khác, nhưng mà trong cái nhân duyên lúc đó người đó nói những cái câu đó mà khiến mình giác ngộ thì người đó giống như là vị hóa thân của một vị Bồ Tát đủ duyên để trợ duyên cho mình, làm cho mình lợi lạc, thì người đó chính là hóa thân của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta thường hay quan sát về hình tướng bên ngoài của mọi người, vị này thế này, vị kia thế kia, phải như thế nào đó, thì đức hạnh như thế nào đó. Tại vì chúng ta dùng cái mắt phàm phu nên chúng ta không có hiểu được, nên chúng ta rất mỗi người khi mà muốn tu hành á, hầu như ai cũng muốn là mình phải tìm được một vị thầy, một vị giác ngộ để dẫn dắt cho mình. Nhưng mà mình muốn gặp được vị đó thì trước hết cái tâm mình nó phải như thế nào để mới đủ nhân duyên được gặp vị đó. Cho mình cứ lăng xăng, lăng xăng bên này, lăng xăng bên kia, lăng xăng bên ngoài thì không thể gặp được một vị thiện tri thức thật sự để dẫn dắt cho mình. Vì họ là những người thật sự thanh tịnh, họ là những người đi sâu vào bên trong để thấu rõ trí tuệ giải thoát. Thì mà chúng ta thì cứ lăng xăng bên ngoài, mặc dù chúng ta cũng luôn, khi chúng ta tu Phật chúng ta luôn muốn thành Phật, nhưng mà chúng ta lại không đi con đường mà Phật chỉ dạy. Chúng ta cứ lăng xăng những cái gì đó mà chúng ta không tin những giáo lý đơn giản nhất mà Đức Phật dạy để đưa chúng ta đến sự giác ngộ. Cho nên dù tu rất là nhiều kiếp, chúng ta vẫn lay hoay mà chưa có vô được đến cửa là như vậy. Đôi khi mình gặp ngay một bậc thầy đó ngay trước mắt, ngài nói những câu chân lý đó, nhưng mình lại không nghe, mình phải tìm cầu cái gì đó cao siêu hơn, cái gì đó thật là hào quang sáng chói thì mình mới tin. Còn nó giản dị đơn giản thì mình không tin. Mọi người không biết thời Đức Phật ngài cũng rất là giản dị, rất là đơn sơ, rất là bình lặng như một người bình thường, như các vị thiền sư rất là bình thường. Nhưng mà từ cái đức hạnh, từ cái trí tuệ, từ cái lòng từ bi của ngài phát ra, và những cái người mà đệ tử của ngài cũng phải đầy đủ cái năng lực đó thì mới đến gần ngài. Còn nhiều người họ không có những cái năng lực đó để gần ngài, để ngài hướng dẫn đến giải thoát, thì có ở bên cạnh ngài cũng không có bao giờ nhận ra được những lời nói của ngài để đưa đến giải thoát. Nó là như vậy. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người sơ lược về lịch sử Đức Phật Thích Ca. Mình sinh ra là đệ tử Phật, là con của Phật, thì mình ít nhiều mình phải biết sơ lược về lịch sử của ngài, gọi là lịch sử mà thấu suốt 2500 năm lịch sử. Nó được nói lại qua kinh sách, qua các vị. Thực ra là có rất là nhiều ký sử về Đức Phật, nhiều phiên bản hoặc là khác nhau, nhưng mà tự chung với cốt lõi á, thì ngài đã sinh ra và có mặt ở trên cái thế giới này. Ngài đã giác tự tu tập để thành tựu quả vị giác ngộ, và ngài nói ra cái giáo pháp trợ giúp cho những người khác đủ duyên thành tựu giác ngộ. Còn có rất là nhiều những cái huyền sử, những cái bài huyền ký, huyền sử về Đức Phật rất là nhiều. Cái thì mình có thể tìm hiểu, nhưng mà mình phải tin là Đức Phật là một vị Phật lịch sử có mặt nơi đây, và ngài với cái trí tuệ thâm sâu của ngài đã cứu độ chúng sanh, và giờ chúng ta cũng nương nhờ những cái lời dạy của ngài mà có được ngày hôm nay. Thay vì mọi người ở ngoài kia họ không hiểu nhân quả, họ không hiểu nghiệp báo, họ loay hoay trong sanh tử, họ loay hoay trong đau khổ, tham thân trách phật, nhưng mà mình hiểu được thì mình đã giải thoát được rất là nhiều. Mình giải thoát từ cái tâm linh mình đã giải thoát được rất nhiều. Khi cảnh nó đến mình có thể hiểu và tự tại trong nó, mình không có còn nhiều phiền não, mặc dù không phải là hết, nhưng mà nhờ mình biết được giáo lý của Đức Phật, nhờ ngài thì học được nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình học được giáo lý của ngài, đó là phước báo lớn của người. Vì vậy cũng muốn chia sẻ, có thể ở đây cũng có nhiều người đã biết, nhưng mà cũng có người cũng chưa có hiểu,
chưa biết. Thì có nhiều người ra hỏi mình là để nói là để tự thuật, là đức Phật như thế nào, lịch sử đức Phật như thế nào, không biết nói sao. Tại vì nghĩ là tôi tu theo Phật, để tôi học theo cái pháp Phật, có những luật này rồi thầy nhân gọi vậy, nhưng mà lại không hiểu về lịch sử đức Phật, không hiểu về con người thực tiễn của ngài đã ra đời cách đây hơn 25 thế kỷ như thế nào. Thì tâm từ sẽ giới thiệu sơ lược qua những gì mà tâm từ biết. Trước khi nói đến sự thành tựu giác ngộ của đức Phật, thì từ kể một nhân duyên sâu xa vào thời đức Phật quá khứ là đức Nhiên Đăng của Phật. Lúc đó đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó ngài còn là một vị Bà La Môn. Bà La Môn là không phải là Phật giáo mà là một đạo khác. Nhưng vì cái đức hạnh của đức Nhiên Đăng của Phật hồi đó vang dội khắp mọi nơi, cho nên được nhiều người cung kính. Thì đức thanh niên tên là Thiện Huệ này, tức là tiền thân đức Phật Thích Ca nhiều kiếp trong quá khứ, cũng kính ngưỡng đức Phật Nhiên Đăng, cho nên ngài đi mua hoa để cúng Phật. Có một nhân duyên nữa là khi ngài mua hoa cúng Phật, cái cô gái bán hoa đó cổ thắc mắc tại sao anh này lại mua rất là nhiều, mua hoa bằng với rất là nhiều tiền, vì thanh niên Bà La Môn này rất là nhiều tiền giàu, mà ngài cái thanh niên này kính Phật cho nên dùng nhiều tiền để mua hoa kính Phật. Thì cái cô gái này thấy thanh niên này kính Phật như vậy, mặc dù biết Phật như thế nào, cổ cũng gửi một phần hoa của mình kính Phật, gửi thanh niên này đi kính Phật. Thì cái nhân duyên của cái cô gái này gửi hoa kính Phật, và sau này cô gái này lại tái sanh làm vợ của đức Phật, à, vợ của vị Thái tử Tất Đạt Đa sau này. Là mình hiểu là cái nhân duyên mà khi người ta gặp nhau á, là người đời người kiếp nó lại tích tụ cái nhân duyên lành để người ta gặp nhau. Và khi mà đức Phật Thích Ca tái sinh để thành Phật làm Thái tử Tất Đạt Đa, thì cái cô gái kia cũng có nhân duyên cúng hoa cho đức Phật Nhiên Đăng. Cúng ké thôi, ý là tôi bán hoa, tôi bận quá, tôi không đi ra cúng Phật được, tôi nhờ anh, tôi gửi anh bó hoa, anh cúng dùm tôi, thì cúng ké vậy thôi. Thì cô gái đó sau này lại trở thành vợ của Thái tử Tất Đạt Đa sau này. Và cũng như nhân duyên đó, cho nên dù làm vợ, nhưng mà người vợ này luôn âm thầm ủng hộ Thái tử khi mà Thái tử có những chí nguyện lớn. Thì quay lại cái chuyện của đức Phật quá khứ đó, thanh niên này là thanh niên Bà La Môn, mà Bà La Môn là một cái giới rất là cao ở trong cái xã hội Ấn Độ. Mà khi mà thấy đức Phật đi qua cái đường bùn lầy rất là dơ, ngài trải thân ngài che cái đường đó để cho đức Phật đi qua, trải thân người cũng không có che hết, ngài trải hết tóc của ngài để che cái đoạn đường để đức Phật đi lên để không bị dơ chân. Mà đức Phật lúc đó không phải là những vị hào quang gì sáng chói, mà từ cái hào quang sáng chói đó là do mọi người sau tự tưởng tượng ra, mà cái hào quang mà đức Phật có đó là từ cái năng lực từ bi và trí tuệ nó phát ra, khiến cho những người sau tôn kính. Và thanh niên Bà La Môn này cũng tôn kính đức Phật như vậy, cho nên ngài nằm xuống để ngài trải cái thân mình ra, trải hết tóc mình ra trên cái đường bùn lầy dơ bẩn như vậy đó cho đức Phật đi qua. Và vì cái nhân duyên đó mà đức Phật Nhiên Đăng của Phật họ ký cho đức Phật cái chàng thanh niên Thiện Huệ này tương lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đó là một nhân duyên trong quá khứ mà đức Phật gieo một cái duyên lành đối với đức Phật quá khứ để từ đó gieo nhiều duyên lành khác để tu thành thì Phật đánh đại đánh giá như vậy. Như ngày hôm nay chúng ta biết thì đức Phật lịch sử mà chúng ta biết thì cách đây 25 thế kỷ ngày tái sanh, ngày hiện thân là một thái tử. Thì thực ra vì chúng ta sống ở cái hiện kiếp này thì chúng ta biết lịch sử quá khứ của đức Phật là như vậy, thì mình nghĩ đức Phật Thích Ca như vậy. Mình nghĩ là đức Phật Thích Ca ngài hóa thân ra rồi ngài tu thành đạo, ngài giảng đạo đến bây giờ, mình chỉ nghĩ như vậy. Nhưng mà thực ra thì trong kinh Phật Vọng Bồ Tát có
có nói việc mà tái sanh của Đức Phật Thích Ca để quay lại thế gian làm Phật cứu độ chúng sanh không phải một lần, không phải một lần như vậy đâu, mà Đức Phật 8.000 lần đến thế giới Ta Bà này. Trong kinh Phạm Bảo Bồ Tát nói, Đức Phật đã 8.000 lần đến thế giới Ta Bà này, ngự trên bảo tòa kim cương quang hoa hoa quang, nhận đến ngự nơi cung của Đại Tự Tại Thiên Vương. Và Đức Phật trở xuống ngự dưới cội Bồ Đề nơi cõi Diêm Phù, vì tất cả chúng sanh trên quả đất này, vì những hạng người phàm ngu tối mà tái sinh nhiều lần, tới 8.000 lần, nhưng trong kinh nói là 8.000 lần, tức là cái hình kiếp mà mình biết về lịch sử Đức Phật đây là chỉ một lần thôi, mà tới 8.000 lần ngài đều tái sinh như vậy, rồi ngài cũng vẫn sinh ra ở nơi cõi Nam Diêm Phù Đề, cũng là nước ta Ca Tỳ La Vệ, cũng vua Thịnh Phạm là, cũng chọn vua Thịnh Phạm là cha, hoàng hậu Ma Gia là mẹ, và cũng lấy tên là Tất Đạt Đa. Tức là nhiều kiếp như vậy, cũng sinh vào những nhà như vậy, cũng với gia đình như vậy, và cũng tu hành thành đạo như vậy, rồi cứu độ chúng sanh. Thì tức là cái kiếp đó, nhân duyên những chúng sanh đó ngài cứu độ, rồi chưa hết thì ngài lại tái sinh lại để cứu độ tiếp, cứ như vậy. Cho nên Đức Phật, mình nghĩ Đức Phật nhập Niết Bàn là Đức Phật đi mất rồi. Thực ra cái ngài không đi mất, khi cái ngài đủ duyên các ngài lại quay lại, căn cơ chúng sanh đủ duyên thì các ngài lại đến, nếu mà các chúng sanh chưa có đủ duyên thì các ngài không đến. Vì đến nói mình không nghe, mình không tin, mình không hiểu. Thời Đức Phật cũng như vậy, rất là nhiều người rất là giỏi, rất là trí tuệ, nhưng mà vẫn không nghe Phật, không hiểu Phật, không theo Phật. Thì nói về Đức Phật lịch sử, anh Từ sẽ Đức Phật lịch sử của mình, thì ngài, tại sao Đức Phật, mình sẽ đặt một câu hỏi, tại sao Đức Phật không giáng sanh xuống là một vị tiên đi, thần thông biến hóa này nọ đi, rồi xong rồi lúc đó hành giảng pháp cứu độ mọi người, mà Đức Phật phải hóa sanh vào là một người thường giàu có, trong những nhà giàu có, để phải tu khổ hạnh này nọ, rồi để thành đạo rồi mới giảng pháp. Tại sao mình không tự, tại sao Đức Phật không từ trên trời bay xuống đi, để mọi người trầm trồ, ôi vị tiên bay xuống rồi bắt đầu giảng pháp này, là chuẩn bị phải tu thế này, tu thế này để thành Phật như tu. Tại sao Phật không làm như vậy? Nếu mà vô tình mình thấy một vị nào trên trời mà rơi, mà đi xuống ngự mây đi xuống, thì tự nhiên mình phải cúi lại và bảo gì mình nghe, đúng không? Sao Đức Phật không làm như vậy mà Đức Phật lại tái sanh lại thành một người bình thường, cũng người bình thường, cũng sinh hoạt bình thường, cũng lấy vợ đẻ con bình thường, rồi khi mà ngài cảm thấy cuộc đời này nó đầy đau khổ, ngài đi tu, ngài muốn đi tu để giải thoát. Tại sao ngài cứ tái sinh như vậy mà này, mọi người có bao giờ đặt câu hỏi như vậy không? Tại vì cái sự thể hiện của ngài là để chứng minh cho mọi người biết, một người bình thường cũng có thể tu thành Phật, không phải từ trên trời bay xuống làm Phật rồi những người khác cúi lại, cúi lại cha, cúi lại Chúa, cứu độ cho chúng con. Không phải. Phật ở đây, cái từ Buddha, cái từ gốc, cái từ căn Buddha là từ Bút, nó có nghĩa là tỉnh thức, nó là tỉnh thức, tức là một người mà khi tỉnh thức sẽ là Phật, không phải là vị Phật nào đó cho mình lại lễ, mình quỳ lại, rồi chỉ có một vị Phật duy nhất, mà khi mà một con người bình thường tỉnh thức là người đó. Thì Đức Phật, ngài muốn nói rằng cái việc một con người bình thường chỉ cần thật sự tinh tấn tu hành, thật sự muốn cầu đạt cái trạng thái giác ngộ để thành Phật, thì người đó sẽ đạt được, không phải. Cho nên ngài không có làm tiên hay làm gì trên trời hóa xuống để nói là các ông tu đi rồi sẽ thành như tu, mà ngài chứng minh cho họ thấy là ngài sẽ tự nỗ lực như thế nào, nỗ lực như thế nào để ngài trở thành Phật. Và cái ý đó cũng có nghĩa là mọi người nếu như thật sự nỗ lực và thật sự muốn đạt tới trạng thái giác ngộ thì chắc chắn sẽ thành Phật như ngài.
đó là cái ý mà vì sao Đức Phật tại sao Ngài lại là tại cứ 8.000 lần Ngài cứ phải tái sinh đi tái sinh lại. Thực ra đó không phải là cái tái sinh mà đó là sự hóa hiện thôi. Tất cả cái cảnh thế gian này nó cũng như là hiện ảo, và Ngài cũng bị hóa hiện như vậy. Ngài hóa hiện cái cảnh mình như vậy, một người bình thường như vậy mà có thể tu hành để là giác ngộ, để cho chúng ta thấy và chúng ta tu hành và đạt giác ngộ như vậy. Và thực ra đã rất nhiều người tu tập và đạt được nhiều kết quả vị như Ngài. Tâm Từ sẽ nói sơ lược về lịch sử Ngài và sẽ chỉ cho mọi người một số thuật ngữ về Đức Phật. Tên Đức Phật, tên bố, tên phụ thân, mẫu thân của Đức Phật bằng tiếng Tạng để mọi người tham khảo. Và khi đọc bản kinh gì thì mọi người có thể biết được. Hình như là nói cách đây hơn 25 thế kỷ thì có một dòng họ là Sakya. Từ Thích Ca của mình nhá, dịch ra thì nó là từ Sakya. Mâu Ni mình á là Muni. Đây. Đây, Buddha Sakya Muni. Thì cái từ Thích Ca Mâu Ni Phật, cái từ Buddha Sakya Muni là cái từ Sanskrit, nó là Sakya Muni Buddha là từ này đây. Tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng của nó là Sangye là Buddha. Sakya Thupa là Đức Phật Sakya Muni đó. Sakya Thupa là Sakya Muni đó. Còn Sangye là từ Buddha mà mọi nhà mình tụng kinh có từ Sangye Chodang Thích Chô Nam La, đó là từ Sangye đầu tiên là nói về Đức Phật đó. Sakya Muni là từ tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng cũng là tiếng Phạn, tiếng Phạn. Còn Sakya Muni là từ Sanskrit, từ tiếng Phạn của Đức Phật. Và Đức Phật còn gọi cái tên nữa là Gautama Buddha. Gautama hay là Gautam Buddha, là Gautama là cái họ của Ngài, Buddha là Phật. Và thời đó người ta thường hay gọi Việt thì mình dịch ra tiếng Việt trong các kinh điển là gọi là Đức Phật Bồ Đàm á. Thì từ Gautama này này hoặc là Gautam này này, tức là ra từ Bồ Đàm, tức là dòng họ Bồ Đàm á. Nhưng một số kinh điển mà mình đọc qua mình sẽ nghe người ta nói là ông Bồ Đàm, cái vị Bà La Môn nói là ông Bồ Đàm là Đức Phật Bồ Đàm, là chính là Gautama Buddha. Thì cái trường mà Tâm Từ học đây á, đây là logo từ trường học này, là có tên là Gautama Buddha, chính là nói Đức Phật Bồ Đàm đó, là Đức một vị giác ngộ ở dòng họ Gautama. Nếu mình dịch sát tiếng Việt là vậy đó, là một người tỉnh thức giác ngộ ở dòng họ Gautama. Thì đây là chữ Sanskrit này, Sanskrit này là Gautama Buddha này. Đó là để Tâm Từ giải thích cho mọi người hiểu về cái khái niệm cái tên của Đức Phật là như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử của chúng ta thì thường thường là chúng ta hay gọi là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn sư có nghĩa là gốc, là cái người mà xuất hiện ở thế gian này, gốc rễ để truyền dạy giáo pháp cho mình, gọi là Bổn sư. Mà bên Tây Tạng người ta gọi là Guru. Guru đó là một thứ thuật ngữ của Sanskrit chứ không phải là tiếng Hán, mà chúng ta họ dùng lại cái từ Sanskrit cho nên gọi là guru. Guru có nghĩa là gốc rễ, nhưng mà khi mà mình dịch qua tiếng Việt thì gọi là bổn sư, tức là căn bản gốc rễ. Còn Tâm Từ nói có nhanh quá không, mọi người có theo kịp không ạ? Di Đà Phật con nghe được ạ. Nếu mà nói nhanh quá thì nói chung là nói chậm lại. Đó là Tâm Từ nói về thuật ngữ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi mọi người nắm được chưa ạ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn có tên là Gautama Buddha, hay tiếng Việt dịch ra là Đức Phật Bồ Đàm á. Mọi người đọc kinh tiếng Việt, mọi người khi mà nghe những cái danh hiệu đó mọi người hiểu là như vậy. Hay là Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi trong cái tấm hình này á thì Đức Phật có hai vị đại đệ tử đứng hai bên, đó là Ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Thì Tâm Từ chỉ luôn thuật ngữ của Ngài Xá Lợi Phất á, thì tiếng Sanskrit là gọi là Sariputta. Sariputta nó, khi mà nói về tiếng Ấn Độ á, thì nó có hai bản, là một bản Sanskrit, một bản Pali nữa.
là hai ngôn ngữ đó dùng để viết lại kinh điển của Đức Phật. Cho nên nó có hai ngôn ngữ, và thường thường kinh Pali á, cái ngôn ngữ Pali á, thì nó nằm trong cái tạng kinh Nikaya, còn cái kinh điển mà chữ Sanskrit á thì nó nằm trong tạng kinh A Hàm, và các tạng kinh đại thừa sau này thì đa phần là từ dùng từ dịch từ tiếng Sanskrit qua. Thì cái từ này là từ Sanskrit là Sariputta. Sariputta ở Ấn Độ thời xưa họ đặt tên rất là đặc biệt, là thí dụ Putra ở đây có nghĩa là con trai. Sari á là cái một người mẹ tên là Sari. Thế là đặt tên đứa con là Sariputta, tức là đứa con trai của cái cô Sari gọi là Sariputta. Thì mà khi mà qua thuật ngữ tiếng Tạng thì Sari là gọi là cái tên riêng, còn từ Bu này có nghĩa là con trai này. Đó, là khi mà dịch qua tiếng Tạng là như vậy, thì là cái từ Saripu. Mọi người viết lại nha, nếu như ai có hứng thú học tiếng Tạng và tiếng Sanskrit thì có thể viết lại, còn nếu có thể lắng nghe để hiểu thôi, thì không quan trọng về vấn đề này. Thì Sariputta thì tiếng Việt mình dịch ra là Xá Lợi Phất hoặc Xá Lợi Tử. Trong một số kinh như là kinh Bát Nhã Tâm Kinh, hầu như mọi người đều biết là Xá Lợi Phất, khắc tức thì không chỉ khắc gì đó. Rồi, đây, và đây là từ Sanskrit này. Cái này là từ nó đã phiên âm Latin, chứ còn từ Sanskrit hoặc từ Bali thực sự của nó thì là cái chữ nó phải là như vậy mới đúng này. Trên này này, nhưng mà Tâm Từ không muốn đưa ra nhiều vì sợ mọi người nhiều quá rối. Ví dụ như từ Buddha thì là cái từ Sanskrit của nó gốc là từ này này. Kinh văn mà chữ Ấn Độ hoặc chữ Sanskrit là nó dùng chữ này này. Khi mình phiên âm Latin ra là như vậy. Hoặc là từ Sakyamuni này, từ này cũng là từ Sanskrit này. Còn mình học tiếng Tạng thì mình học một số thuật ngữ tiếng Tạng như vậy. Thì thực ra tiếng Tạng thì cũng là từ Sanskrit dịch ra tiếng Tạng thôi. Thế, vì lúc đó các vị tổ muốn truyền giáo pháp qua Tây Tạng thì phải dùng ngôn ngữ để truyền tải. Thì lúc đó thì sáng chế ra tiếng Tây Tạng, tiếng Vết Tần ấy. Xong rồi lúc đó sẽ dịch những cái ngôn kinh văn từ Sanskrit qua tiếng Tạng. Cho nên sau này khi mà Phật Pháp ở Ấn Độ bị suy tàn, bị phá do các tôn giáo khác, do chiến tranh, thì kinh sách mất hết. Cho nên vì nhờ các bản kinh đã được dịch qua tiếng Tibet Tần, cho nên nhờ như vậy mà kinh sách lại được không bị mất hoàn toàn, và người ta lại bắt đầu dùng từ tiếng Tạng dịch sang lại tiếng Sanskrit để lấy lại bản kinh gốc. Cho nên sau này nhiều người họ tôn quý những cái kinh điển bằng tiếng Tây Tạng như vậy. Nhưng mà ngoài dịch cho tiếng Tạng thì kinh điển từ Sanskrit đã được dịch sang tiếng Trung Hoa nhờ rất là nhiều vị tổ rất giỏi từ Trung Hoa, hoặc là một vị là mà Việt Nam mình hay biết là Cư Ma La Thập á, mà trong kinh Bắc Hoa mà mọi người đọc á là Cư Ma La Thập dịch sang tiếng Hán, xong rồi bắt đầu ngài Thích Chí Tịnh dịch sang tiếng Việt á, thì tiếng Sanskrit là Kumala Chiva. Thì ngài cũng dịch rất nhiều kinh điển từ Sanskrit sang tiếng Tàu. Ngài là người Ấn nha, không phải là người Trung Quốc, nhưng mà ngài muốn đem giáo pháp ra ngoài cho nhiều người hiểu, cho nên ngài đã học tiếng Trung Quốc và dịch tiếng kinh điển từ tiếng Sanskrit, tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc. Cho nên rồi kinh điển ngoài ra còn được truyền bá theo Nam truyền á, thì những cái tạng kinh Bali thì được dịch sang tiếng Myanmar, tiếng Thái Lan. Đó là những kinh điển Nam truyền, mình gọi là kinh điển nguyên thủy, mà một số thì gọi là tiểu thừa đó, tức là cái nhánh đó nó truyền xuống phía Nam. Thì những kinh điển mà từ Ấn Độ á, được dịch sang tiếng Myanmar, tiếng Sri Lanka hoặc là Lào. Nhưng mà các vị đó thì bên những cái truyền thống này thì họ muốn đọc kinh điển gốc, cho nên họ đọc bằng tiếng Bali luôn. Họ vận dịch ra những ngôn ngữ khác để hiểu, ngôn ngữ của nước họ để hiểu, họ tụng bằng tiếng Bali luôn. Cho nên họ luôn coi họ là những cái là luôn giữ cái lời của Đức Phật là kinh điển gốc. Chứ họ là cho những cái tông phái sau này là những cái kinh điển ngoại đạo, chứ không phải là kinh điển gốc. Họ lại tự hào họ là kinh điển gốc vì tạng kinh Bali là nó gần với thời Đức Phật nhất và nguyên thủy nhất, lâu xa nhất. Sanskrit là sau này nó phát triển lên. Phật pháp là một quá trình phát triển rất là lâu dài. Thời Đức Phật á,
chị không có viết, ngài chỉ nói thôi. Ngài chỉ nói cho đệ tử rồi truyền cho các đệ tử rồi truyền miệng lại với nhau. Cho nên có cái chuyện hậu truyền, tức là người này hiểu đạo, truyền cho người kia, đọc các bài kệ cho ngài, nhớ tụng lại. Cứ như vậy, như vậy, như vậy. Mà truyền khẩu truyền. Mãi mấy trăm năm sau thì kinh điển mới được viết ra. Chứ không phải thời Đức Phật là có viết nữa. Đức Phật không có viết. Đức Phật đi đến vùng nào là nói tiếng vùng đó. Vì Ấn Độ nó rất là nhiều. Hiện tại Ấn Độ rất là nhiều ngôn ngữ, chứ không phải mỗi tiếng Hindi. Họ phải dùng tiếng Anh để họ trao đổi với nhau, tại vì họ rất là nhiều chủng tộc và ngôn ngữ. Mà Đức Phật đó thì vì ngài là người bậc trí tuệ, cho nên ngài hiểu ngôn ngữ tất cả các ngôn ngữ địa phương, nên ngài đi đến địa phương nào là ngài nói tiếng địa phương đó để truyền đạo ở chỗ đó. Nên mà tất cả các ngôn ngữ thời Đức Phật đều là truyền miệng hết, không có viết. Sau này mấy trăm năm sau, người ta muốn giữ lại kinh điển, các ngài mới phát tâm là tiếp tục kinh điển. Còn thời là Đức Phật cũng có viết tập kinh điển, nhưng mà cũng là truyền miệng thôi. Các ngài viết tập lại cũng truyền miệng, chứ không biết. Sau này mới viết. Mình hiểu như vậy. Cho nên nên kinh điển mà từ thời Đức Phật nói cho đến khi mà được truyền lại cho chúng ta sau này á, thì được viết lại á, thì cũng nhờ trí nhớ của các thánh tăng, các đại thánh tăng, các ngài trí nhớ và cái sự giác ngộ của mình, các ngài truyền lại và viết lại. Thì mình cũng nhờ đó mà mình biết đến giáo pháp. Quay lại cái chuyện là khi mà kinh điển được truyền đi các nước, mà Phật giáo ở Ấn Độ bị suy tàn, thì muốn giữ lại gốc Phật giáo thì những các nước kia lại dịch các đưa các văn bản quay trở lại Ấn Độ thì để phục hồi lại Phật giáo Ấn Độ. Hiện tại thì gọi là được phục hồi, nhưng mà vẫn không phát triển được vì đạo Hindu quá mạnh. Cho nên Phật pháp chỉ phát triển từ những nước khác là nhiều, ra bắt đầu bây giờ là ra tới phương Tây, nhờ các như Hòa Thượng Nhất Hạnh ở Việt Nam mình, rồi Đức Đạt Lai Đạt Ma, Đức Hạnh có ngày cùng vươn tới phương Tây, và rất nhiều vị khác ở bên Nam Tông nữa. Cho nên Phật giáo được truyền cho phương Tây. Đó là nhân duyên như vậy. Quay lại về lịch sử Đức Phật, là Đức Phật, thời Đức Phật thì vua Tịnh Phạn, thì thuật ngữ vua Tịnh Phạn đó là Suddhodana, là từ tiếng Sanskrit Suddhodana. Khi mình dịch sang tiếng Việt đó thì mình gọi là vua Tịnh Phạn. Và nhà vua Tịnh Phạn thì cưới hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya thì từ Maya chắc là dễ, cho nên không dịch ra, vẫn giữ lại Maya, thì vẫn gọi là hoàng hậu Maya ở tiếng Việt. Thì từ thuật ngữ Sanskrit, không biết, tâm tưởng không biết, Sanskrit là từ Suddhodana, là tên của vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Maya. Còn từ thuật ngữ tiếng Tạng là Chesama, là tên của đức vua. Còn hoàng hậu Maya là Chuchuma, là Maya. Rồi ai học tiếng Tạng thì có thể ghi lại. Thì khi mà vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya cưới nhau, thì hai vị cưới nhau một thời gian rất dài mà không có con. Hoàng hậu Maya thì vua và hoàng hậu làm cái lễ cầu nguyện, và sau cái lễ cầu nguyện đó thì sau một đêm có rất nhiều truyền thuyết, thì sau một đêm nằm mơ thì có một số truyền thuyết thì nói là vì Ấn Độ thờ voi, cho nên nằm mơ thấy con voi trắng bay qua bụng vào ngày thọ thai. Thì khi mà thọ thai á, thì cái tục lệ Ấn Độ thọ thai sau 9 tháng, thì tục lệ Ấn Độ là người vợ phải về quê ngoại. Việt Nam cũng vậy, mình thường thường mà con dâu mà đi lấy chồng á, mỗi lần sinh đẻ là thường thường về bên ngoại, để vì cái tình mẫu tử của người mẹ với người con, hiểu con mình nó như thế nào thì người mẹ phải chăm sóc cho người con nó tốt hơn, lo kỹ hơn cho con, cho nên đa phần là về bên ngoại sinh. Thì hoàng hậu Maya cũng
đi về bên ngoài vệ sinh, nhưng mà trên đường đi đến cái công viên Lumbini, Lumbini là Việt Nam, là thuật ngữ mình dịch sang Việt Nam, còn tiếng Sanskrit là gọi là Lumbini. Lumbini là một cái giống như một cái khu vườn, lúc đó ngài trợ dạ và ngài muốn sinh, cho nên Đức Phật mình được sinh ở ngay vườn Lumbini. Ai mà đi Phật tích thì đến cái điểm đó. Thì bây giờ là thuộc Nepal, ngày xưa thì là cái thuộc nước Ca Tỳ La Vệ, thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà bây giờ thì sau khi mà phân chia rồi thì nó lại thuộc Nepal, mình biết vậy. Thì Đức Phật sinh ở vườn Lumbini, thì hiện nay là đất nước Nepal mà mình biết. Thì khi mà Đức Phật sinh Thái tử thì sẽ có một cái lễ đặt tên. Một lễ đặt tên thì khi mà có một lễ đặt tên thì Đức Vua sẽ mời rất là nhiều những vị mà thông thái, những vị gọi là pháp sư ở Ấn Độ thời đó là thuộc Ấn Độ giáo á, đến để coi cho Thái tử và đặt tên cho Thái tử. Thì lúc đó có một vị ẩn sĩ tên là Asita, thì vị ẩn sĩ này là rất là nổi tiếng thời đó, và vị ẩn sĩ đến thấy Đức Phật và ngài rơi lệ. Vì sao ngài rơi lệ? Vì ngài biết Đức Phật tương lai sẽ là một vị đại trí, nhưng mà ngài đã quá già rồi, ngài không có chờ được đến cái lúc mà đảnh lễ cái bậc đại trí để được khai ngộ, cho nên ngài khóc. Vị vua thấy ngài khóc chứ không hiểu tại sao, sợ cái điều gì xấu, thì vị vua hỏi, thì Đức Phật nói không có gì xấu. Cái vị ẩn sĩ này nói là không có gì xấu hết, đây là một điều rất là lành. Vị thái tử này nếu mà tương lai lớn lên, nếu mà ngài muốn làm vua thì ngài sẽ làm vị chuyển luân thánh vương, thống trị 4 châu thiên hạ. Cái từ thuật ngữ chuyển luân thánh vương ở trong cái kinh điển mà mình hay coi á, thì nó thực ra là vua, ví dụ như là vua của cõi này, vùng này thì gọi là chuyển luân thánh vương vùng này, mà cho nên dùng cái thuật ngữ như vậy nói để mình hiểu là vị chuyển luân thánh vương này sẽ làm thống trị 4 châu thiên hạ. Còn nếu như ngài mà muốn xuất gia, tức là không muốn sống đời sống tiếp tục á, thì ngài sẽ thành một bậc đại giác ngộ. Thì lúc đó khi mà vị ẩn sĩ coi như vậy, coi cái điều như vậy, thì vị ẩn sĩ đặt cho tên của hoàng tử mới sinh đó là Siddhartha. Ở đây mình có phần Siddhartha, mọi người có nhìn thấy màn hình không ạ? Siddhartha Gautama, Gautama chính là họ đó của Đàm á, mà Việt Nam mình dịch là Tất Đạt Đa. Thì tiếng Sanskrit là Siddhartha, còn ở bên này có một thuật ngữ Bali nè, không, tức là cái ngôn tiếng Bali và tiếng Sanskrit nó gần giống nhau, nhưng mà thực ra ký tự nó cũng khác nhau. Đây là thuật ngữ Bali, còn đây là thuật ngữ của Sanskrit. Thì khi mà mình đọc kinh điển Bali á, tức là kinh điển Nikaya, thì mình sẽ nhìn thấy cái tên là như vậy, nhưng mà khi mình đọc được những cái kinh điển mà thuộc Sanskrit á, thì mình sẽ nhìn thấy như vậy. Bên này là Gotama, còn bên này là Gautama, cái gốc như vậy. Còn từ tiếng Tàu là Donpun Chukpa, Donpun Chukpa đó là tên của Thái tử. Còn ở đây là mình có cái Kapilavatthu là cái thành Ca Tỳ La Vệ ở trong tiếng Việt. Thì đây chữ thuật ngữ Bali là như vậy, còn Sanskrit là như vậy, nó hơi khác một chút, cái gốc thì nó giống nhưng mà cái đuôi thì nó hơi khác một chút. Mình hiểu để mình, khi mình đọc vô mình biết là họ không phải là đánh sai gì đó, mà là cái ngôn ngữ nó hai ngôn ngữ khác nhau. Còn đây là thuật ngữ Tây Tạng của cái tên vị danh. Dạ. Cô đọc cái chữ đó đi cô đọc cái chữ Tây đây Tạng. Hả? Dạ, cái chữ này nè, cái chữ của Tê Chi Chi, Tê Chi Chi, Tê Chi Chi, Chi, cái này là chữ không phải là chì nha, chuyện này là chê chi chì.
mà sao lại dịch qua là cái tiếng ấy thì nó đặt là Kapi Kapi Lava Chu cô. Giờ cô nghĩ đi, dịch sang tiếng Việt là Ca Tỳ La Vệ thì cũng đâu có giống gốc đâu, nên ngôn ngữ thì mình biết vậy, mình hiểu vậy thôi chứ mình không có thể thắc mắc được, đúng không? Bây giờ thí dụ như mà giờ từ nói từ Kapi Lava Chu họ dịch sang tiếng Việt thành Ca Tỳ La Vệ thì cũng đâu liên quan đâu, nhưng mà tại vì ý nghĩa nó như vậy, ngôn ngữ như vậy, mình chấp nhận như vậy, mình nhìn vô mình nhận dạng à cái từ này là nói về cái thành này. Cô nhưng mà sau này cô chuyển cái tài liệu này lên trên nhóm cho tụi con in ra, tụi con học với cô nhờ. Ham học lắm, rồi đến khi hỏi cái gì cũng không biết, không nhớ. Rồi, hoặc là từ Sakya Muni nè, dịch sang Việt Nam là Thích Ca Mâu Ni, nó cũng đâu có liên quan gì đâu. Nhưng mà cái từ tâm từ giải thích cái từ Sakya Muni thì từ Muni á, cái nghĩa mà tiếng Sanskrit á, nó có nghĩa là ẩn sĩ tu sĩ. Ẩn sĩ tu sĩ. Còn Sakya là dòng họ Sakya. Thì sau này họ dịch là Sakya Muni Buddha thôi, tức là một vị ẩn sĩ dòng họ Sakya, tỉnh thức. Đó là dịch ra cái nghĩa đen đó. Một vị ẩn sĩ của dòng họ Sakya, tỉnh thức Buddha là có nghĩa là tỉnh thức đó. Thì họ lấy như vậy họ đặt tên luôn. Ấn Độ cũng ngôn ngữ như vậy đó. Rồi khi mà dịch sang tiếng Ấn Độ á, à tiếng Tibet này thì Sakya là cái gốc tên riêng, người ta giữ là gốc, thấy không? Nhưng mà từ thực ba này có lẽ là có nghĩa là ẩn sĩ nè. Tâm từ nghĩ vậy thì vì tâm từ chưa nghiên cứu về cái này. Thì nó dịch sang cái tiếng ngôn ngữ Tây Tạng thì Sakya thực ba vậy thôi. Mình không có về ngôn ngữ họ đã đặt ra thì mình cũng theo thôi. Chứ mình lý luận tâm từ không có giỏi ngôn ngữ nên mình không có lý luận về cái này, chịu. Đó, mọi người hiểu như vậy thôi. Rồi tiếp đặt tên ha, đặt tên chỉ đặt đa ha, mình giải thích từ nữa cái hồi quên mất tâm từ đang ở đâu. Rồi cho nên cái từ chỉ đặt đa này nè, tất đặt đa thì nó cũng có ý nghĩa, từ này có nghĩa là đầy cái người được toại nguyện hoặc là cái người đạt được ước nguyện. Cái ý nghĩa của cái từ đó đó, cái từ chỉ đặt đa này nè là có nghĩa là người đạt được ước nguyện, người toại nguyện. Mỗi cái tên đều có ý nghĩa hết á. Thì khi đặt tên được thì được đặt tên là Tất Đạt Đa như vậy. Thì sau 7 ngày á, sinh thái tử Tất Đạt Đa thì hoàng hậu Maya mất. Hoàng hậu Maya mất. Sẵn tâm từ nhiều chuyện kể thêm về cái điện tích về hoàng hậu Maya. Nhiều đời trước á, hoàng hậu Maya ngày sinh 99 vị thái tử. Nhiều đời trước là một cái điện tích về hoàng hậu Maya là ngày sinh 99 vị thái tử. 99 vị thái tử này tức là vào một đời thời Đức Phật nào đó đều xuất gia, đều thành những bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà những vị này là những vị độc giác. Khi thành tựu quả vị giác ngộ thì các ngài nhập niết bàn luôn, không có giáo hóa ai hết, không cứu độ ai, không có giảng pháp để cứu độ ai hết. Thì cái người mẹ là hoàng hậu Maya này nè, ngài buồn bã, ngày rất buồn vì những đứa con của mình giống như vô dụng vậy đó, tu đắc đạo rồi mà không có giúp đời mà đi nhập niết bàn hết. Cho nên ngài phát cái đại nguyện tập hà có một đứa con thành tựu chánh đẳng chánh giác và chuyển bánh xe pháp cứu độ chúng sanh, còn hơn là có 99 người con như vậy. Vì cái nhân duyên phát nguyện đó mà hoàng hậu Maya tái sinh lại cái đời này mới thọ sanh. Vì nhân duyên đó mà Đức Phật Thích Ca trước khi tái sinh này cũng đã chọn quý vị này phải là mẹ mình, là người sinh ra mình. Thấy chưa? Mọi thứ nó đều có nhân duyên cộng hưởng với nhau mà Đức Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Không phải tự nhiên mà chúng ta gặp nhau, hoặc không phải tự nhiên mà chúng ta có sự cảm mến với nhau, hoặc không phải tự nhiên mà chúng ta cảm thấy không ưa nhau. Nó đều là những nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà nó thích tập nên rồi. Cho nên cái đời này khi mà sinh được Thái tử Tất Đạt Đa xong thì hoàng hậu Maya giống như được toại được cái ý nguyện của mình rồi, thì coi như là việc cần làm đã làm xong rồi. Ngày hoàng hậu đã sinh được cái một vị mà tương lai sẽ là thành bậc chánh đẳng chánh giác và sẽ chuyển pháp luân cứu độ chúng sanh, tức là việc mình xong rồi, không có nhiệm vụ nuôi dưỡng nữa. Nên hoàng hậu gọi như kiểu là nằm dưới bàn luôn, lúc đó là ngày tái sinh lên cõi trời luôn, là vị tái sinh lên cõi trời luôn. Đó là nhân duyên của hoàng hậu Maya. Nói thêm cho mọi người hiểu biết thêm.
Rồi khi mà Hoàng hậu Maya mất thì em gái của Hoàng hậu Maya là Mahapara Paragavati Gautami, cũng là họ cùng đàn, thì Việt Nam mình dịch á là Mahabasa Ba Đề, thì nó cũng phiên âm từ tiếng Sanskrit qua, nhưng mà tại vì nó mình phiên âm qua tiếng Trung Quốc, rồi từ Trung Quốc phiên âm qua Việt Nam, nó qua có hai cái tầng ngôn ngữ nên nó sai lệch đi hơi chút. Hay là trong một số kinh điển còn gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, và dịch ra như vậy. Tức là khi mình đọc kinh mình hiểu Kiều Đàm Di Mẫu là mình biết à đó là mẹ kế của Đức Phật, là người đã chăm sóc Đức Phật từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên, rồi những người này sau này cũng xuất gia theo Phật để tu hành và đạt quả vị. Mình hiểu như vậy. Khi mà nói đến những danh xưng đó, mình bị từ Phật mình hiểu những cái danh xưng đó là nói ai, thì những cái từ này là thuộc Phật pháp, mình bình thường không hiểu. Nhưng khi mà các vị giảng pháp mà nói đến tên nào đó thì mình hiểu. Thì nói vô tịnh phạm thì ví dụ mình nghe bằng tiếng Phạm hay là tiếng một số vị giảng tiếng Anh, họ sẽ nói là vô tịnh phạm hay gì, mà họ sẽ nói là vô Sudarana King, hoặc là nói thái tử Tất Đạt Đa, không phải Tất Đạt Đa mà sẽ nói là Siddhartha vậy thôi. Mình nghe mình hiểu thuật ngữ đó là nó có gốc như vậy. Thì đây tâm tư chưa có tìm được cái thuật ngữ tiếng Tây Tạng của Đức Kiều Đàm Di Mẫu, chưa có tìm ra, cho nên chưa có đưa lên đây cho mọi người biết cái thuật ngữ Tây Tạng. Chỉ biết là đây là thuật ngữ Sanskrit về Kiều Đàm Di Mẫu hay là Mahabasa Ba Đề, là cái các kinh điển Việt dịch là như vậy á. Thì Đức Phật sẽ được Pachapati Gautami nuôi dưỡng. Thì từ lúc mà sinh ra, mà lúc mà đang còn tuổi thiếu niên á, thì Đức Phật đã bộc lộ cái bản tính là được bộc lộ cái phẩm chất trí tuệ và từ bi từ trong tâm hồn rồi. Ngài rất là thông minh và rất là từ nhỏ là đã rất là hiền hòa, trong sáng, thông minh, và học và được giáo dục trong hoàng cung, mà thì tất cả những giáo viên phải là những người thầy rất là giỏi và những người tu sĩ rất là giỏi để dạy, cho nên ngài rất là người thông minh, cho nên học đâu là biết đó, học đâu là nhớ đó, học một là biết 10, học thuộc hết tất cả các kinh điển của Bà La Môn, nắm vững hết. Thậm chí là hỏi ngược lại những câu mà những người thầy không trả lời được, vì cái sự thông minh quá mức của ngài như vậy đó. Rồi ngài cũng giỏi luôn cả những môn như là những môn liên quan đến cái võ thuật là ngài cũng thông thạo hết. Rồi đến khi mà Thái tử tới 16 tuổi, có một nhân viên ở lúc mà Thái tử còn thơ bé là có cái lễ mà thường thường đầu mùa sẽ có những cái lễ để gọi là cái lễ hạ điền, đầu cái mùa mọi người sẽ tổ chức cái lễ đó để cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt. Thì Đức Phật được đi xem cái lễ đó, thì mọi người đang trong cái lễ đó tổ chức vui chơi cái lễ đó, thì Đức Phật ngồi ở một góc xa dưới một gốc cây đào. Thì ngài nhìn mọi cảnh, xong ngài suy tư, trong lúc ngài suy tư một cách sâu sắc thì ngài nhập vô cái thiền định, ngài nhập vô sơ thiền. Lúc đó ngài cũng không biết sơ thiền là gì đâu, nhưng mà cái cảm giác nó rất là an lạc thanh tịnh, thì ngài đã nhập vô cái cảnh sơ thiền rồi. Ngài và từ nhỏ là ngài đã bộc lộ một cái phẩm chất của một vị tu sĩ rồi, là ngài đã ngồi tĩnh lặng và vô thiền, ngài nhập vô sơ thiền, một cảm giác rất là tĩnh lặng từ nội tâm, không có cái gì bên ngoài có thể tác động được tâm hết. Rồi đó là một cái nhân duyên mà để ngài có căn đi tu, kiểu như mình nói là có căn ấy. Khi mà Thái tử mùa 16 tuổi thì tức là cái thời Ấn Độ thì tuổi đó là tuổi gả vợ chồng rồi đó. Thì cái thời ngày xưa mà Việt Nam mình giống như mà mấy chục năm về trước là 13 tuổi là lấy chồng, rồi 18 là đã 5 con, là cái phong tục của Ấn Độ ngày xưa cũng vậy. Thì 16 tuổi là cái tuổi mà lập gia đình rồi. Thì Đức Phật Đức Thái tử Tất Đạt Đa vì lúc đó ông trưởng thành và rất là giỏi, thông thạo, và nhà vua muốn dựng vợ cho Thái tử, vì nhà vua cũng biết nhớ đến lời suy đoán á, cũng rất là lo lắng về vấn đề là sợ Thái tử xuất gia, cho nên
rất là muốn là thái tử lập gia đình để chi, để cái cuộc sống thế tục kéo thái tử lại. Có gia đình, có con, có sự ràng buộc thì rất là khó tu hành, vì nó có trách nhiệm nặng nề, rất là khó tu hành. Cho nên nhà vua rất là muốn thái tử lập gia đình và ngài tổ chức cái lễ thi tài, mà những người nào chiến thắng sẽ được chọn cái người phụ nữ cho mình xinh đẹp. Và lúc đó thi tài giữa các gọi là vương tôn công tử ở trong triều đình đó, ở trong cung đó, thì thái tử thắng và thái tử chọn công chúa Yajudhara. Thì Yajudhara hồi nãy thời tiền kiếp gửi bông hoa nhờ cúng Phật dùng, đó là cái người đó là tái sinh mà trở thành công chúa Yajudhara và làm vợ Đức Phật, làm vợ của thái tử Tất Đạt Đa. Thì lúc này đó thái tử chưa có thành Phật cho nên không gọi Đức Phật được, được thầy cứ quen. Thì với công chúa Yajudhara thì một thời gian hạ sinh được một thái tử đặt tên là La Hầu La. Bên tử chưa có nghe cái tên của thái tử là tên La Hầu La. Và lúc này thì thái tử Tất Đạt Đa là lớn và trưởng thành rồi. Trước đó mà khi mà lấy công chúa Yajudhara thì đức vua không muốn thái tử nhìn thấy những cảnh khổ thế gian, vì sợ thái tử đi tu á, cho nên xây ra những cung điện trong mùa hè thời tiết nóng ở Ấn Độ là 4-5 độ đó, là xây cái cung điện mùa hè để cho nó mát mẻ, để thái tử không thấy cảnh khổ. Rồi mùa đông á thì xây cung điện cho mùa đông để ấm, rồi mùa mưa thì xây cung điện cho mùa mưa để thái tử không cảm thấy cái sự bức rứt của cuộc đời, về thân tâm nó luôn được thoải mái. Rồi khi mà hạ sinh được thái tử La Hầu La, rồi Đức Phật thấy mình trưởng thành rồi, muốn được đi khắp nhân gian, gọi là giống như là đi vi hành, theo như một số phim Trung Quốc mình hay coi là gọi là đi vi hành. Thái tử muốn được đi vi hành để biết thiên hạ như nào. Thì khi trước khi thái tử đi du hành là nhà vua đã sắp xếp hết rồi, sắp xếp người nghèo, người khổ hay gì đó là sắp xếp hết rồi, để cho thái tử nhìn thấy được những cái gì vui đẹp nhất của cuộc đời thôi, chứ không được thấy cảnh khổ cảnh ấy. Nhưng mà nhân duyên nó đến thì cũng không muốn chạy được. Thì khi mà đức thái tử đi du hành thì ngài gặp 4 hiện tượng. Ngài có rất nhiều câu hỏi về bốn cạnh gì mà Đức Phật đã thấy trước khi thái tử xuất gia, thấy trước khi xuất gia mà để xuất gia thì có 4 cạnh. Thì đầu cái cạnh đầu tiên ngài thấy là thấy một người bệnh, ngài thấy một người già yếu bệnh tật nằm bên đường rất là khổ sở. Ngài không hiểu thì ngài hỏi cái người mà đi theo hầu ngài là có tên là Sa Nặc á. Tâm tử không nhớ tiếng Việt gọi Sa Nặc là gì nữa, mà chỉ nhớ Sa Nặc là tiếng Việt rồi, quên mất tiếng Sanskrit rồi. Thì gọi Sa Nặc của cái người đó bị gì vậy? Thì cái vị cận vệ này mới nói là ông ta bị bệnh mà giống bệnh nan y rồi đó, không chữa rồi đó. Thì vô tình thái tử thấy được cảnh đó là thái tử buồn, có sự suy nghĩ trong tâm rồi nha, tại sao con người ta lại bệnh, tại sao không khỏe mạnh như vậy mà lại bệnh. Đó là ngày đã làm ngày suy nghĩ rồi. Tới đến ngày thứ hai, ngày đi thì ngài lại thấy một người chết. Mới đầu thì cũng không có hiểu cái gì, rồi cũng hỏi thì bảo là người đó đã chết. Rồi thêm một cái ấn tượng nữa là ngày buồn, là ngày nghĩ chủ tại sao mình cứ mãi một cái chết. Rồi khơi lên cái tâm thức trong lòng ngài, tại sao mà nó lại khổ như vậy, lại phải chết. Rồi người bệnh, người chết, một người có 4 cảnh. Một cảnh gì nữa sao tự nhiên tâm từ quên mất, có ai biết không, nhắc cho tâm từ.
không phải một người bệnh rồi sẽ tự thấy một người già và sẽ tự thấy một người chết là ba cảnh. Rồi đến ngày thứ tư á, ba ngày đó, ba cái đó là khiến tâm tự thấy tự khởi lên cái sự u sầu, rồi cảm thấy thế gian không có phải là vui như là chú Hiểu biết mình biết. Cảnh thứ tư mà Đức Phật thấy là thái tự thấy là một người xuất gia, hồi đó là tu sĩ Bà La Môn ấy, không phải là tu sĩ Phật giáo nha, một người xuất gia mà tu sĩ Bà La Môn mà với một cái tâm hình, tâm thế rất là thư thái, thanh tịnh và yên bình. Tự nhiên Đức Phật cảm thấy cái người này thật là đặc biệt, cái hình tướng của một vị xuất gia này ẩn sâu thêm vào tâm thức của thái tử, thì bốn cái hình ảnh này đi vào lòng thái tử, khiến cho thái tử suy nghĩ, suy tư thêm về cuộc đời. Và khi suy tư thêm cuộc đời thì và thái tử phát nguyện muốn phải xuất gia, vì thái tử không có muốn chịu cái cảnh khổ, cảnh bệnh, cảnh già, cảnh chết, cho nên thái tử chỉ muốn được xuất gia thôi. Thì trước đó mấy lần có xin nhưng mà nhà vua không đồng ý, vì không đồng ý cho nên thái tử mới trốn cùng với cái vị cận vệ là sao nào, thêm một con ngựa nữa tên là Kiền Trác, là tiếng Việt, còn tiếng Bali thì tâm tử quên mất rồi, là bỏ đi, vượt hành bỏ đi. Khi đi tới cái dòng sông Ni Liên Thiền á, thì thái tử cắt tóc đưa cho anh sa nặc này đem về tâu với vua, là thái tử đi rồi, một ngày băng qua dòng sông, một ngày đi xuất gia, đi tìm đường, tìm đường giải thoát, tìm đường thoát khỏi cảnh sanh già bệnh chết, tìm con đường bất tử. Khi ngài đi tìm đạo thì người ta chỉ cho ngài có hai vị rất là nổi tiếng là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta. Thì đây là của Sanskrit, tên của hai vị này. Tâm từ sử dụng thuật ngữ Sanskrit quen rồi, quên tiếng Việt luôn. Tâm từ nhớ một vị tên là Út Đầu Lam Phất, còn Alara Kalama dịch cho tiếng Việt là gì tâm từ cũng không nhớ luôn. Một vị là Út Đầu Lam Phất. Thì sau khi tu tập với hai vị này, Đức Phật đều thành tựu tất cả những cái gì mà những vị đã đạt được, từ sơ thiền tới nhị thiền tới tứ thiền, họ tu thiền mà, nên Đức Phật đạt được hết, rồi đạt tới phi tưởng phi những cái giai đoạn thiền cao nhất mà những vị này đạt, là Đức Phật đã đều đạt được, nhưng mà chưa phải là giác ngộ giải thoát, chưa có giải thoát, chỉ là những tầng cao của thiền định thôi. Nhiều người họ tu thiền cái họ đạt được cái trạng thái đó, cái họ nghĩ họ giác ngộ rồi, cái họ cứ đâm mê vào đó, cái họ cứ mãi như vậy không có phát ra được. Cho nên cái tu thiền là rất là nguy hiểm ở chỗ, nếu như không có một người thật sự tỉnh thức chỉ cho mình nhá, mình cứ tu rồi mình đạt được cái gì đó, cái mình cứ tưởng là mình đã vô cái trạng thái đó rồi, hoặc là mình ham muốn cái trạng thái đó có, cái mình ở mãi đó mình không có phát triển lên được. Đó là cái nguy hiểm của tu thiền, vì tu thiền bởi vì tu thiền cho nên vì nó vô định mà nó không có cái trí tuệ, cho nên mình cứ ở mãi trong cái trạng thái đó mình không thoát ra được, rất là nguy hiểm nếu như không có một người thực sự thấu hiểu để chỉ dẫn cho mình. Cho nên nhiều người họ cũng ngại tu thiền vậy, nhiều người họ bị tẩu hỏa nhập ma, nên nhiều người bên tịnh độ họ cũng không dám cho đệ tử tu thiền vì họ không có kinh nghiệm, họ cũng không chỉ dẫn được, nên họ không có cho đệ tử ai mà ngồi thiền là không được luôn. Rồi quay lại Đức Phật Thích Ca, quay lại Thái tử Tất Đạt Đa, thì khi mà đạt được cái những trạng thái như vậy rồi, thì những vị kia muốn giữ thái tử ở lại, à, ngày bằng tôi rồi, ngày còn hơn tôi nữa, ngày ở lại đây để giúp tôi lãnh đạo đồ chúng này, vì nó có những người đệ tử rất là đông, nhưng mà Đức Phật đâu chấp nhận, vì chưa có đạt được cái mà Đức Phật muốn tìm đến, chưa có đạt được cái mà Đức Phật mong muốn giải thoát ra được, vì Đức Phật vẫn còn những cái nỗi khổ trong thân tâm, cho nên cảm thấy chưa có hài lòng với cái mà mình đạt được. Còn mình tu bây giờ mình cảm thấy mình được này được kia chút chút rồi, mình cảm thấy mình tự đắc rồi, mình không có muốn đi nữa. Có nhiều vị thậm chí là người xuất gia giống như là cứ đến đó cảm thấy cái một cái mà rất là buồn của người tu hành á, không phải người xuất gia mà người tu hành, là họ cứ nghĩ là thành Phật khó lắm, mình tu giao duyên thôi, trả hết nghiệp đời đi rồi mình từ từ đời này đời kia rồi mình sẽ thành Phật, mình
cứ làm thiện làm phước thôi, mình giữ giới nam giới thì thôi, rồi rồi cứ gieo duyên đời này đời kia rồi. Nhưng mà thực ra đó là quan điểm không có đúng. Chỉ cần thực sự anh thật sự muốn, anh thật sự muốn muốn đạt được, anh thật sự muốn đi tìm nó, thì chắc sẽ không có gì cản trở được anh nữa, thì anh sẽ tìm thấy, anh sẽ đạt được cái trạng thái mà Đức Phật muốn tất cả mọi người đều đạt được. Mình không phải tu để mình gieo duyên, là đời này tu một chút thôi, mới gieo duyên thôi. Kể cả người xuất gia cũng vậy, mà kể cả Phật tử cũng vậy. Thì là thôi con việc nặng lắm cô ơi, con tu con gieo duyên thôi. Tại vì họ không hiểu là mình cũng có cái phẩm chất giác ngộ, mình có thể đạt được ngay một đời này, không phải là một tu để gieo duyên. Chắc gì khi mình đến cái cận tự nghiệp, lúc mình chết mình có thể khởi niệm được đến Phật. Vì mọi người chưa có từng trải với chết, cứ nghĩ mình tu tu như vậy rồi đến lúc mình chết mình đến Phật. Chắc gì mình lại kia Phật, nếu như mà nghĩ mình nó nặng mình chưa có được hạnh phúc, thì mình phải bị những cái kia, những cái xung quanh hoặc là nhân duyên nhiều đời nghiệp chướng nó đến nó lôi mình đi. Chỉ cần một niệm thôi, một niệm lệch đi thôi là mình có thể rớt vào cảnh giới khác. Mình không có biết chắc được mình sẽ là để tự Phật và quay lại là để tự Phật đâu, mãi mãi nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà nếu một đời này mình đã hiểu được Phật pháp, mình có thể đạt được cái giác ngộ, vì đã rất là nhiều người họ thấy, họ chỉ. Vậy rất là nhiều người, kể cả cư sĩ, họ thấy, họ biết, họ kiến tánh kiến đạo, thì bất kỳ ai cũng có thể. Mình đừng có tự coi thường bản thân mình, thì mình coi thường bản thân mình, cho nên mình nghĩ mình không có tu thành được. Chẳng qua là mình vì mình chưa chịu muốn, mình chưa chịu đi, mình chưa chịu buông bỏ những cái gọi là ràng buộc xung quanh mình để mình đi, thì mình không đi được thôi. Mình cứ lý sự, mình kêu là mình có nặng lắm, cái tu không nổi đó cô. Thì mình, vì mình chưa có đủ cái trí tuệ, mình chưa có đủ tính dũng mạnh để mình vươn lên, để mình muốn đạt đến được cái trạng thái đó, đạt đến được cái trí tuệ đó. Cho nên mình vì những cái lăng xăng đó nó kéo mình lại thôi. Còn Đức Phật lúc đó ngày có sự kiên định ngày, những trạng thái đó rất là cao siêu rồi, thần thông là đã có rồi. Khi đạt đến những cái năng lực thiền đó là đã có thần thông, thấy được, có cũng thấy được có cái vị lai này nọ rồi. Nhưng mà chưa có giác ngộ, chưa có ngộ được cái tánh, chưa có ngộ được bản chất của Đức Phật là gì, chưa hiểu cái lý nhân quả, nhưng chưa có hiểu điều gì hết. Ngài không chịu, ngài đi. Thì lúc đó ngài gặp có năm vị tu khổ hạnh. Thì năm vị đó bảo là thật con đường tu khổ hạnh này để đưa đến được giải thoát. Thì Đức Phật cũng tu khổ hạnh, tu một ngày chỉ uống một chút xíu nước, ăn một hạt mè thôi, cho đến mà nó da nó bọc xương, chỉ có da bọc xương thôi. Tâm từ là quên đưa một số tấm hình mà ở cái lừng khổ hạnh lâm, nơi đó có cái hình tượng Đức Phật mà chỉ có da bọc xương. Lúc đó là Thái tử tu 6 năm khổ hạnh như vậy, chỉ còn da bọc xương, thở không nổi, bước cũng không nổi luôn. Ngài thấy là 6 năm rồi ngài tu vô ích, khổ hạnh như vậy nhưng mà không đạt được cái gì hết. Ngài nhận ra con đường này không phải là con đường đưa đến giải thoát. Ngài không tu nữa. Ngài bỏ cái khu rừng của hạnh đó, ngài lại đi dọc sông Ni Liên Thiền. Ngài tắm rửa, rồi gặp cái cô nàng Suyata này, thấy vị tu sĩ này đói khổ như vậy, nhìn nàng dâng cho một bát cháo. Thì sau khi nhận bát cháo sữa của nàng Suyata xong thì ngài có được sức khỏe. Rồi ngài đi tới Bồ Đề, ngài ngồi đó ngài phát nguyện. Ngài phát nguyện là ngài sẽ tu cho đến khi nào ngài thành được tấm giác thì ngài mới rời cái cội Bồ Đề này. Thì sau 49 ngày thiền định như vậy, thì vào lúc nửa đêm thì ngài chứng đạt Tam Minh. Tam Minh là Túc Mạng Minh. Túc Mạng Minh á là thấy biết các kiếp sống quá khứ của bản thân mình. Tức là mình nhìn lại nhiều đời quá khứ của tôi như nào thì có một số kinh điển về tiền thân Đức Phật ở trong Kinh Nikaya có kể về tiền thân của Đức Phật. Vào thời đó ta làm cái gì, vào thời đó ta là cái gì, vào thời đó ta chỉ là một con chim, vào thời đó ta chỉ là một cái cây thôi, có một là cái cây nữa. Rồi thời đó ta là một vị Bà La Môn hay là một vị gia cấp thấp hèn.
là ngày kể hết các nhân duyên như vậy. Tức là có bản kinh nói về tiền thân Đức Phật đó, bản kinh nó nói về tiền thân Đức Phật là đó là chứng túc mạng minh, là biết được quá khứ của mình nhiều đời nhiều kiếp như thế nào. Thiên nhãn minh hay còn gọi là sinh tử trí, là thấy biết việc sinh tử của tất cả chúng sanh, thì thấy biết việc của mình nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nếu gặp người nào đó, ngài cũng thấy biết luôn quá khứ nhiều đời nhiều kiếp của họ như thế nào. Có một cái bản kinh để tự hỏi vì nhân duyên gì mà ông này bị như thế nào, thì Đức Phật lại kể về cái quá khứ của quý vị đó là như thế nào, tạo nhân duyên gì mà như này gặp cảnh này. Đó là cái gọi là thiên nhãn minh, là thấy biết việc sinh tử của tất cả chúng sinh. Một cái nữa là lậu tận minh, tức là hiểu biết được sự ngày đoạn diệt được hết tất cả lậu hoặc, tức là không còn cái lậu hoặc gì hết, chứng hoàn toàn trong sạch, không còn cái sự gì gọi là những một niệm gì khởi lên hết. Rồi ngày chứng đắc tâm giải thoát, tuệ giải thoát, thành Phật viên mãn. Thì ở trong này có một số thuật ngữ về Đức Phật khi đạt được giải thoát. Thì khi mà Đức Phật đạt giải thoát thì người ta gọi ngài là một bậc tỉnh thức, cho nên gọi là Buddha. Gọi là Buddha, Buddha là Buddha nghĩa đen, nó có nghĩa là người đã tỉnh thức. Mà bất kỳ người nào mà khi đạt tỉnh thức thì gọi là ở trong trạng thái của Phật vậy thôi, chứ không phải là một cái gì đó quá cao siêu. Mà từ Buddha này á, thì căn đó là cực bút, là có nghĩa tỉnh thức á. Thì Việt Nam mình ngày xưa các truyện cổ tích á, dịch là bụt. Hồi đó Tông Từ không hiểu, sau này khi mà học được thuật ngữ sang rít rồi cái đọc lại những cái, mình nhớ là những cái chuyện ngày xưa học, bụt hiện lên hỏi vì sao con khóc á. Thì thực ra đó là họ lấy từ căn Buddha này, mà họ lấy cái từ căn á, là bút á, họ đặt tiếng Việt là bụt. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh thì hàng ngày muốn thuần Việt, cho nên ngài không có nói là Phật Thích Ca Mâu Ni, mà ngài nói là Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni, là để cho người ta biết à mình là người Việt, ngài muốn đưa cái văn hóa Việt Nam ra thế giới, nên ngài đặt tên là Làng Mai thay vì là một cái tên gì đó thiền viện gì đó hay là gì đó, thì ngài dùng tên là Làng Mai. Là gì? Là đó là những cái văn hóa của người Việt, đó là cái tinh thần gọi là cái lòng yêu nước của ngài, muốn đưa cái văn hóa Việt Nam ra thế giới để thế giới biết đến đất nước mình là một đất nước Phật giáo, để cho thế giới hiểu Phật pháp. Cho nên ngài đưa Phật pháp ra nước ngoài, nhưng mà ngài không có mất gốc rễ của Việt Nam, nguồn gốc là người Việt Nam, nên ngài không có dùng Phật mà ngài dùng từ Bụt Thích Ca Mâu Ni. Cho nên ai mà để ý các đọc các sách của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh nhá, hoặc là các bản kinh mà của Hòa Thượng viết á, thì là sẽ không phải dùng từ Phật mà dùng từ Bụt. Là cái từ Bụt là từ căn, là từ Buddha này, từ căn là Bụt á, tại dịch cho tiếng Việt là Bụt. Rồi thì thuật ngữ á, đây là từ Sanskrit của nó này, Sanskrit của từ Buddha này, còn từ tiếng Tây Tạng là Sangye là bậc tỉnh thức này, the awaken one, đây là tiếng Anh. Rồi ngoài ra còn có một thuật ngữ khác nhưng mà của tiếng Tạng chỉ về Đức Phật là chôm đen đê là từ thuật ngữ tiếng Tibetan, thì mình có thể dịch là bậc không phải từ A La Hán mà mình tự quên cái từ đó, từ Bhagavan. Chánh đẳng chánh giác, hoặc là vừa chiến, gọi là sự chiến thắng tuyệt đối, giác ngộ chiến thắng tuyệt đối. Cái từ Bhagavan này có cái từ thuật ngữ là tiếng Việt là gì tự nhiên tâm tự quên mất. Rồi còn Buddha Hút là nói về quả vị Phật, thì đây là cái thuật ngữ tiếng Tây Tạng. Buddha Hút là từ tiếng Anh nha, còn nó từ Sanskrit là từ khác.
tâm từ chưa không mấy tâm từ không có kịp soạn ra, chỉ đưa những từ cơ bản vậy thôi. Là bút đa hút thì có từ sang ghê kiko pang, sang ghê kiko pang là có nghĩa là quả vị Phật á. Là chúng ta tu hành là để hướng đến cái quả vị Phật, là từ cái quả vị giác ngộ Phật. Cô cho con hỏi tí được không cô? Hỏi đi cô. Cái bút đa với lại bút đa hút đó là nó khác nhau chỗ nào cô? Bên kia là Phật, còn bên này là quả vị. Bên này là quả vị. Quả vị là cái mà mình hướng đến, còn Phật đó là cái người đã đạt được cái giác ngộ thì gọi là bút đa, được chưa? Còn cái này là cái quả vị để mọi người hướng tới, gọi là quả vị Phật, đúng không? Cái kia là đã đạt rồi, còn cái này là rồi. Cái này là đang hướng tới hả cô? Rồi, nó là cái một cái trạng thái, một cái quả vị mà mọi người tu hành đều hướng tới cái quả vị đó. Và khi mà anh đạt được quả vị đó thì anh được gọi là bút đa, vậy đó. Rồi, con cảm ơn cô. Để con rõ. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi. À, là đạt giác ngộ. Đến đạt giác ngộ. Có một điều đặc biệt mà trong một bản kinh nói, tôi không nhớ bản kinh. Một điều đặc biệt là như vậy này. Khi mà Đức Phật đạt được trạng thái hoàn toàn giác ngộ, Đức Phật dùng thiên nhãn quan sát tất cả chúng sanh trong thiên hạ. Ngài ngạc nhiên, Ngài cực kỳ ngạc nhiên. Ngài nói, Ngài chợt thốt lên lời là: ồ, tất cả các chúng sanh đều có bản tánh giác ngộ của Như Lai, tức là ai cũng có hết, chỉ có điều là không nhận ra thôi. Tức là ngạc nhiên thay, tất cả chúng sanh đều có cái bản tánh giác ngộ của Như Lai, kể cả một con vật cũng có, nhưng mà chỉ có điều là không nhận, thì con vật thì nó quá u mê rồi, chỉ có con người mới nhận ra được mà để đạt đến thôi. Nhưng mà vì do quá u mê, không nhận ra được cái bản tánh đó, cho nên cứ chìm ngập trong khổ đau. Và khi mà Đức Phật nói lời đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả mọi người, nam nữ, giai cấp thấp, giai cấp cao đều có cái bản tánh đó. Và có nghĩa là ai cũng có thể thành Phật được, ai cũng có cái bản tánh đó, ai cũng có cái hạt nhân đó trong người, nó có sẵn. Cho nên ai mà từng đọc kinh Pháp Hoa có rất nhiều ví dụ để nói rõ về cái này. Nhất, ví dụ như là nói về một cái gã cùng tử. Gã cùng tử đó, ở đây không biết có ai chưa đọc Pháp Hoa chưa, thì gã cùng tử đó đã sợ, đã là có một người cha rất là giàu có, tức là tự là mình là người có quyền thừa kế tất cả các tài sản người cha rồi, nhưng mà tự cho mình là hèn kém, không có phải là con của một vị cha giàu có như vậy, một vị gọi là vương giả giàu có như vậy, nên không có dám nhận, không có dám coi mình, cho nên rất là hèn kém, không có dám vô nhà đó, vô là sợ chết, sợ chúng gặp cái người vương giả như giàu có người ta giết mình. Ấn Độ họ như vậy thì sao? Vì Ấn Độ mà cái người thấp hèn mà đụng vô cái người nhà giàu á là nó giết. Cái tục lệ Ấn Độ rất là kinh khủng. Cái người mà có giai cấp thấp nhất ấy mà chỉ cần đạp lên cái bóng của một người giai cấp cao, giai cấp thấp cái lì hoặc bà la môn thôi á là có thể bị giết, mà chính quyền không can thiệp luôn, bị giết luôn nha. Bây giờ cũng có giống vậy, cái thời Đức Phật đúng không, bây giờ cũng như vậy. Và cái người giai cấp thấp mà vô tình đụng vô cái người giai cấp cao hoặc là đạp lên cái bóng thôi là họ nói là những người kia làm ô nhiễm mình, là họ giết cái người kia liền, không coi bằng con vật luôn. Nhiều khi mấy con vật nó còn nuôi, nó còn cưng, nhưng mà con người không bằng. Bởi vậy cho nên Ấn Độ họ chết nhiều là vì những cái giai cấp thấp chết thôi, vì họ nghèo, họ đói, họ không có tiền ăn, rồi họ phải đi ra ngoài, họ phải làm lụng, nên họ giao tiếp nhiều, họ đụng chạm nhiều, nên họ bị bệnh, người lại không có tiền để vô bệnh viện, vô bệnh viện cũng bị đẩy ra hà vì cũng không có tiền, rồi họ chết cũng không có tiền để mua củi để thiêu nữa, rồi họ ném nó không, cho nên chết đầy dãy là đa phần người nghèo kém, dân tộc thấp
mình suy ra thì thực ra cũng là nghiệp nghiệp số của họ. Họ tạo nhiều nhân không lành cho nên họ phải nhận những cái giai cấp như sinh ra những giai cấp như vậy. Nhưng mà mình hiểu là cái Ấn Độ nó phân biệt giai cấp kinh khủng như vậy, mà bây giờ nó vẫn vậy. Một cái người nữ mà lấy chồng á, thờ chồng đến mức mà rửa chân cho chồng á, lấy cái nước rửa chân nó uống ngày nào cũng vậy, là phải cung kính chồng như một vị tiên tiên nhân. Mà người vợ thấp hèn là rửa chân cho chồng rồi lấy cái nước rửa chân nó uống. Cái đó nó có những clip trên mạng luôn, là những cái hủ tục rất là nặng nề của Bà La Môn giáo họ đưa ra để phân biệt giai cấp. Chỉ có những giai cấp cao thì mới được chống hạnh phúc và sung túc, còn giai cấp thấp là họ làm việc rất là hèn kém, họ đi làm việc dơ bẩn trong xã hội, hèn kém trong xã hội, không được coi trọng bản thân họ, cũng được coi trọng nữa, cho nên rất là khổ. Bởi vậy khi mà Đức Tâm Từ quán độ đến từ nhìn cảnh người dân khổ vậy, Tâm Từ mới hiểu tự nhiên Tâm Từ cảm những cái lòng từ bi Đức Phật rất là lớn, cái tái sinh ở trong một đất nước như vậy để chuyển hóa cho họ, để thức tỉnh cho họ. Nhưng mà sao, cái tà kiến trong họ quá lớn, cho nên ngày tái sinh thời gian, ngày giảm phát thời gian, nhưng mà những cái tà kiến quá lớn lấn áp những cái trí thức trí tuệ đó, cho nên đạo Phật thì cứ truyền được ra ngoài và phát triển bên ngoài, thì Ấn Độ rất là khó phát triển như vậy. Cái gì nó cũng có nguyên nhân sâu xa hết. Vì hiểu như vậy là trong cái Phật Hoa, cái vị gã quần tử đó vô cái nhà giàu đó, cảm thấy mình thấp hèn không có dám ở là gì, nghĩ cái gì cũng chết. Cũng có lý do mà những cái bản kinh nó biết như vậy. Khi mình qua đây mình hiểu được như vậy, mình hiểu như vậy. Thì cái ông vua trưởng giả đó biết là đó là con của mình rồi, mà cái người con này lại không có dám nhận là con của ông đó, sợ thì ông giết, làm sao mà dám nhận được. Thì nghĩ đến cái cảnh thì thằng đọc cái bóng của một người giai cấp cao thôi là đã bị chém đầu rồi, nghĩ sao mà người ta nói mình con mà dám tới nhận được, không bao giờ. Coi sợ người ta lừa, người ta dụ, người ta giết mình, cái tâm lý nó như vậy đó. Cho nên cái người cha này phải làm sao? Người cha này á là một cái ví dụ là Đức Phật đó. Người cha này là một ví dụ là Đức Phật, còn gã quần tử kia là một, tức là một người con của Phật đó, nhưng mà cho mình thấp hèn không có thể làm Phật được. Thì đó là cái hình ảnh dụ trong cái kinh Phật này như vậy. Thì cái người cha này thì sao? Người cha này phải thuê những cái người nghèo khác, một người gọi là giống như Tâm Từ diễn tả là cử hai vị Bồ Tát cùng giả bộ nghèo như vậy đến tiếp xúc với cái anh chàng kia. Đến nó làm việc đi, trả lương cao lắm, cho ăn uống cũng đầy đủ lắm, đến nó làm việc đi. Rồi xong cái ông cha này cũng mặc những cái đồ rất là nghèo hèn để tới gần cái đứa con đó. Vì đó là đứa con của mình mà nó không dám tin mình là con của mình, cho nên mình muốn nó tin thì mình phải tiếp xúc với nó. Thì ông cũng mặc đồ rách rưới rồi lại tiếp xúc với nó. Thì khi mà cái đứa con nó thấy ông này mặc đồ rất là dạng gì nọ, chắc cũng nghe lắm lắm thì mới dám tin như vậy. Dần dần khi mà cái niềm tin nó đủ lớn rồi thì ông này mới nói con là con của ta, thì ta đã là con bao nhiêu năm rồi, bây giờ tài sản này vô giá của ta này không có người thừa tự, chỉ có con để thừa tự được thôi. Cho nên người con lúc đó thì đã được niềm tin rồi, nghĩ là người nhà cha mình có thể thừa được tài sản đó. Cái tài sản đó là gì? Đó chính là cái quả vị Phật mà mọi người đều có thể đạt tới. Cái người con đó luôn, cái người con mà nghèo hèn đó, cái người dân tộc thấp hèn đó cũng có cái hạt giống để thành Phật. Và cái người lượng giả đó chính là Phật. Đó là một hình ảnh dụ, hoặc một hình ảnh dụ khác trong Kinh Hoa là cái anh chàng này say rượu, anh có đứa bạn, một anh bạn thân, anh say rượu, anh đến nhà bạn chơi, anh nhậu rượu say rồi anh bạn thân đi có việc đi, đưa cho một viên ngọc nhét vào kéo áo, gọi là viên ngọc ước á, ước gì thì mấy á. Thì anh kia có công việc nên phải đi, khi anh này đang được thay thì anh này thay rồi anh tỉnh dậy, anh đâu có biết là anh có viên ngọc trong túi, cho nên anh cũng lang thang bao nhiêu năm trời để đi chỗ này tìm miếng, có khi tìm miếng để gọi là ăn sống qua ngày tạm bợ vậy. Nó cũng cuộc sống rất là khổ, trong khi trong túi mình không có viên ngọc ước, muốn gì thì được, muốn gì thì mấy. Cái viên ngọc như vậy trong túi áo mà bao nhiêu năm gặp lại người bạn cũ nhau, sao anh lại khổ cực như vậy, sao anh lại chịu cái khổ cực như vậy, để cho anh để cho anh viên ngọc trong túi rồi,
sao anh không có dùng mà anh lại phải được như vậy? Thì người kia mới chỉ cái viên ngọc đó. Ở đây là hiện ảnh dụng như thế nào? Cái mình ảnh dụng đây là tự cái bản thân mình này, mình có sẵn một cái sự cái hạt giống là hạt giống giác ngộ rồi, nhưng mình không có chịu nhận lấy, mình không chịu dùng, nên mình cứ phải chịu cảnh khổ ở đời. Cái ảnh dụng nói như vậy là mình có sẵn đầy đủ, mình có đầy đủ đức tính của Như Lai. Đức Phật đã nói khi mà người giác ngộ này nói tất cả chúng sanh đều có đức tính giác ngộ của Như Lai đầy đủ hết, không thiếu không dư, và không hơn chúng sanh không kém ở đó. Tức là khi mà là cái trạng thái cái trạng thái tỉnh thức đó là khi mà thành Phật rồi ấy, thì Phật không có hơn những người chúng sanh kia. Chỉ có điều là hai người đều có kho báu y chang vậy, mà một người biết là mình có kho báu và mình phải kho báu đó, còn một người là không biết, người là không biết là mình có kho báu đó, nó chỉ như vậy. Còn hai kho báu đó y chang nhau không có gì, nó là như vậy. Mình không được coi thường bản thân mình phải biết là mình có cái tính giác ngộ đó. Và cái điều cần là gì, mình phải đi con đường mà Phật đã vẽ ra. Đức Phật là ngài tự tìm, ngài phải đi hết cái đường này đường kia, ngài tu khổ hạnh xong ngài từ bỏ con đường khổ hạnh đó, ngài thấy nó không có đạt đến giác ngộ ngài từ bỏ nó rồi. Rồi sau ngày tự nhiên ngài chợt nhớ cái cảnh ngày xưa mà ngài ngồi thiền đưa lại cho ngài ăn lạc. Ngài chợt nhớ đến cái cảnh hồi đó, lúc mà ngài còn trẻ con thì ngồi thiền đưa lại cái cảnh ăn lạc đó. Khi ngài mới phát nguyện ngài ngồi dưới cội bồ đề, ngài mới phát nguyện ngồi cho đến khi nào mà ngài thấu rõ được tất cả pháp tánh thế gian này như thế nào, ngài thấu triệt hết. Sau 49 ngày khi mà ngài giác ngộ, ngài thấy ồ không phải mình ta, tất cả chúng sanh đều có cái tính chất đó, có điều là không nhận ra thôi. Rồi giờ mọi người chỉ có việc là tìm lại cái ông Phật của mình. Khi mà nói là quy Phật không quy ngoại đạo tà thần, đó là cái nghĩa đen thôi. Cái nghĩa bóng là gì? Là quy nơi cái tánh Phật của mình, cái tánh giác ngộ nơi mình, nơi tự thân mình, đừng có tìm con đường nước ngoài. Ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là con đường ra bên ngoài, không phải ngoại đạo là đừng có lại Chúa, đừng có lại Thánh La, hay đừng có lại cái gì khác, mà đừng có quay ra bên ngoài, hãy quay về bên trong để không có tánh giác ngộ của mình. Đó là cái ý nghĩa chuẩn xác nhất của cái câu mà quy y Phật không quy y ngoại đạo. Thì mỗi chúng ta để mà chứng Phật thì có điều là chúng ta không chỉ quay vô để chúng ta sống với nó, mà chúng ta cứ thích hướng ngoại, tìm đồ bên ngoài, tu pháp này hết rồi pháp này không có cao siêu, phải kiếm cái gì cao siêu hơn, màu nhẹt hơn, rồi lại đi qua khác. Cái lại thấy người kia giới thiệu cũng thấy nó hay lắm, giỏi lắm, mình tò mò, mình chưa xong cái này là mình thích cái khác. Vì cái tâm của mình chưa có trí tuệ, cho nên giống như trong kinh Đức Phật nói, chớ vội tin ai hết. Dù người đó là bậc thầy cao quý, người đó là bậc thầy nổi tiếng, người hoặc là cái điều đó viết trong kinh sách được truyền lại nhiều đời, hay những kinh sách đó là những cái quý giá, dù mình đọc tên đó, người ta nói ở đây là thánh kinh này nọ, không có tin. Đức Phật nói đừng có tin, đừng chớ vội tin. Đức Phật dạy cho đệ tử như vậy. Dù người đó là một người giác ngộ, là một người thiền tiểu, hay là một người nổi tiếng nào, được cả ngàn chúng sanh quý lại, mình không nên tin liền. Khi nào mình tin cái lời người đó, khi mà cái lời người đó, khi mình áp dụng cái tự thân mình tu tập, nó không có khởi tham, không khởi sân, không khởi si, nó ngăn được lòng từ bi, nó giúp mình tinh tấn nỗ lực trên con đường, nó giúp mình khai mở trí tuệ, mình tin nhận và mình tu hành vậy thôi. Cho nên mọi người ở đây có nhiều người trong trường không biết, không biết mặt, nhưng mà nếu mà có thể nghe mà hiểu được, đúng được thì gọi là cũng có duyên với nhau, để mình gọi là mình cùng đi trên một dòng sông để đi ra cái hiện tại nhất một thì thôi. Trong mình cũng không có phải làm phải như nào thì nó đúng, vì cái việc đúng sai nó không có quan trọng. Trong lúc này mình nói câu đó nó là chân lý, nhưng mà trong những trường hợp khác thì nó lại không đúng. Nó là cái, nó vì nó không phải là cái tuyệt đối, nó không phải cái bản thân giác ngộ nó đưa mình đến chân đế và nói chỉ là cái thực tế thôi. Có thể lúc này anh nói đúng, nhưng mà trong trường hợp khác thì nó lại sai. Nên Đức Phật nói chớ vội tin là vậy. Đức Phật giảng pháp mà đến đệ tử ngài A Nan, ngài là
thông thuộc hết tất cả bản kinh điển của mà Đức Phật nói ra. Đức Phật nói gì là nhớ hết, Đức Phật nói gì là nhớ hết, nói lại y chang như hai một chữ, gọi là cái trí nhớ siêu phàm gì vậy. Nhưng mà ngài Anan gọi là đa văn đó. Đa văn tức là gì? Giỏi, có gì cũng nhớ thật, nói gì là dạng là y chang, nhưng lại không phải là một người trí tuệ ở bên Phật. Nhưng mà Anan lại không có giác ngộ, lại không phải là người giải thoát. Cho đến khi mà cái tập kinh điển lần thứ nhất, cái tập này cũng là truyền miệng thôi nha, chưa phải là viết lại giấy. Thì đến cái thời kỳ cái tập kinh điển lần thứ nhất thì có các bậc A-la-hán mới được ở trong đó để điển cái tập. Chủ Anan thuộc tất cả các kinh điển Phật dạy, nhưng Anan không được vô vì Anan chưa giác ngộ, Anan chưa có thành một giải thoát, chưa có đạt đắc quả. Anan bị đuổi ra. Khi mà Anan bị đuổi ra, tự nhiên cái tâm bị thôi thúc, giống như cái tự ái, cái tự ngạo này nó khởi lên. Vì mình giỏi như vậy, Phật luôn thương mình, là kỳ dạ của Phật, vậy mà mình không, mình bị đuổi ra. Tự nhiên cái tự ái nó khởi lên như ngài, thôi thúc ngài tìm ra cái con đường thì ngài đạt được quả như vậy. Khi ngài đạt được, ngài dùng thần thông, ngài bay vô đó luôn. Là cái nhân duyên không phải mình giỏi, mà là mình có trí tuệ. Cái người giỏi và người có trí tuệ là hai lĩnh vực khác nhau. Một người rất là phàm phu, nhưng mà họ có trí tuệ thì mình không biết được. Cho nên người thế gian chúng ta cứ bị hình tướng lừa, một cái hình tướng bên ngoài lừa. Chúng ta nhìn thấy những cái gì nó ghê rợn, chúng ta nghĩ đó là quỷ ma, cái gì cũng thật là đẹp đẽ, chúng ta nghĩ đó là Phật. Nhưng mà làm sao mình chỉ biết được ai là ma, ai là Phật? Trong khi người ta có thần thông, người ta có thể biến hóa cái gì, biến hóa mọi thứ. Người ta thấy một người rất là thô tục, nhưng mà lại là một vị thánh tăng, giống như Tế Điên Hòa Thượng ngày xưa ở Trung Quốc vậy. Ai mà nói ngài là thánh tăng, nhưng mà ngài lại là thánh tăng. Và thậm chí ở bên Tây Tạng có rất là nhiều vị đại vị giả, ngài giác ngộ, ngài sống rất là phàm tục, ngài rượu chè hay là ngài lấy bốn đồ rất là phàm tục. Mình đâu có biết được người ta lại là những người có trí tuệ, những cái kỷ niệm kia là những cái thái chấp cho những người khác. Mình không hiểu được. Thì mình gọi vậy trong cái khoa của cái Phật của Đức Kinh, ý nói là gì? Nó mình không được coi thường ai hết, vì họ đều như mình, họ đều có sự giác ngộ. Được gần đến thời là họ sẽ thành tựu, chưa đến thời thì họ chưa có thành tựu, hoặc là chưa muốn. Nên như mình coi thường là mình tự hạ thấp bản thân mình, không phải là mình hạ thấp người khác. Mình không hạ thấp được ai biết, mình chỉ tự hạ thấp mình thôi. Nhân duyên hôm nay mình là đủ rồi. Mình từ mới đưa mọi người đến cái cảnh mà Đức Phật đắc đạo, còn cái cảnh Đức Phật nhập niết bàn, tới Đức Phật nhập niết bàn thì để lần sau, nếu còn duyên, ai còn có thể nghe được thì mình lại gặp nhau. Rồi bây giờ mình kết thúc ở đây.